Xin mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Vết Phố nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục gửi tới quý anh chị cô chú số mẫu đồng hồ bãi trong cái video đồng hồ bãi thứ năm. Thì trước mặt quý vị anh chị cô chú là cũng khá là nhiều cái mẫu đồng hồ, từ đồng hồ để bàn cho đến đồng hồ cho tay, mới cũng có mà cũ cũng có, mà vừa vừa cũng có. Đấy thì đầu tiên thì có khoảng tầm 10 23 con sản phẩm đây, thì có nhiều sản phẩm còn đẹp còn nguyên và cũng có những cái sản phẩm mới tinh. Đấy. Thì đầu tiên xin gửi tới quý chị cô chú một cái mẫu đồng hồ SK ở Made in Japan này. Đây là một cái sản phẩm mới tinh tinh nguyên hộp 100% luôn nha quý vị anh chị cô chú. Máy mới 100%. Đấy thì SK mặt lửa. Thì đây là một cái dòng rất là được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. SK thì là một cái sản phẩm của Orient nha quý vị nhé. Nhiều anh chị cô chú vẫn cứ nghĩ là SK là của Seiko, nhưng tuy nhiên là SK nó là viết tắt của cái cụm từ Sea King. Sea King nghĩa là vua của biển khơi đó. Thì vua của biển cả nghĩa là nói đến cái mức độ chống nước của SK này là thuộc của tầm vua, người đại ca luôn. Sau này thì có logo của Orient, Made in Japan, của Resistance 53 50 m. Là của sản phẩm của Epson Group, Made in Japan, mới tinh tương, và trên này có Made in Japan luôn. Đấy. SK thì với cái độ nổi tiếng của nó thì chúng ta không cần phải bàn đến nữa. Và giữa đợt này thì là cái giá ma nó đang còn thấp nhất trong cái thời điểm, thì ma thấp thì đồng nghĩa với cái việc là cái tiền về Việt Nam nó sẽ thấp. Tuy nhiên cái giá trị ở bên Nhật này thì nó vẫn là mãi man nó, thì nó không thay đổi về cái đồng tiền Nhật. Tuy nhiên thì so với tỷ giá Việt Nam thì nó thấp hơn, thì nó sẽ có lợi do người mua hàng thời điểm hiện tại. Hiện tại cái dòng SK này mặt lửa nhưng mà nó có mấy cái màu, ví dụ nâu hoặc là đỏ hẳn hơn nữa thì nó sẽ đắt hơn. Còn đỏ này, đỏ hồng này thì nó cũng không đắt lắm. Hiện tại đối với cái dòng này chỉ hơn 5 triệu về Việt Nam thôi quý anh chị cô chú ấy. Thì 42 thì trước là nó là tầm 7 triệu mấy đấy, có thời điểm 7 triệu mấy. Thời điểm hiện tại thì nó vừa gặp sale lại vừa gặp man thấp, thì nó chỉ còn hơn 5 triệu về Việt Nam thôi, chưa đầy 5 triệu rưỡi về Việt Nam đấy. Đây là số cái Zalo của em, số Zalo Việt Nam này, Facebook và YouTube của em thì đều là Vết Phố JP hàng đặc địa nhé. Quý anh chị cô chú có thể tìm trên Facebook hoặc trên TikTok, TikTok cũng có luôn. Thì YouTube, Zalo, Facebook nói chung đều tên như thế hết á. Thì quý anh chị cô chú có thể tìm kiếm số điện thoại Nhật Bản, em cũng có để trên màn hình của cái video này, thì quý vị anh chị cô chú có thể kết bạn qua số điện thoại Nhật Bản thì nó sẽ tiện hơn, vì em đi làm thì sẽ mang đi đâu cũng mang số cái điện thoại Nhật Bản đi á, thì nó sẽ tiện dụng hơn. Còn ví dụ điện thoại Zalo ở Việt Nam thì lúc thường là em online trên máy tính, về nhà em sẽ trả lời hoặc là khi cầm hai máy đi thì em mới xem, chứ không không xem được thường xuyên như số Zalo Nhật Bản. Và đầu tiên chúng ta đi vào sản phẩm số 1. Số 1 trong một sản phẩm Casio máy quạt pin Quarter Resistance là 100 m, tương đương với 13 đấy. Còn bên da thì vẫn hoạt động bình thường, không vấn đề gì nhé. Nhiều chú ấy, hoạt động là hết sức là hoàn hảo. Chỗ này thì các cái số ở các cái giờ và các cái kim đều có phản quang, giúp cho cái việc tiện lợi cho xem giờ. Trên 12 giờ thì có cái logo của cái Casio quạt. 6 giờ thì chống được 100 m water resistance. 10 giờ battery pin chạy 10 năm. Đấy thì cái góc 3 giờ thì có thêm cái ngày tháng. Đó, size của cái em này thì là 39 mm. 29.5 mm. Đấy, một sản phẩm của Casio giá 700k, rất là đẹp. Vẫn còn quay, vẫn còn nguyên zin của nó, nguyên siêu còn nguyên zin của nó luôn. Tất cả là bằng thép hợp kim không rỉ. Và cái dòng Casio này nói chung thì là cái kết này sẽ sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc chứ không có sản xuất tại Nhật Bản nữa. Nếu quý vị anh chị có chủ nhé.
Đây, nhưng mà dựa theo công nghệ Nhật Bản thì và bán trên thị trường Nhật Bản thì chất lượng thì vẫn là chất lượng Nhật Bản thôi. Tiếp theo là sản phẩm số 2. Sản phẩm số 2 là một sản phẩm của Citizen. Citizen nào chống nước cũng 10 mét luôn. Cái này thì có size 36 mm thì nam nữ đều có thể đeo được. Nếu mà chị em thích đeo size to thì có thể đeo cái sản phẩm như thế này. Còn nếu mà anh em tay nhỏ, tay tầm 15-15.5 thì có thể đeo được cái con này luôn. Nam nữ đều có thể đeo được. Con này giá 700.000, nhưng mà em trong video này quý vị anh chị cô chú nào lấy em cũng sẽ bán với giá 600.000. Đối với con số 2 này. Con này thì cũng là gây sản xuất tại Japan luôn nha quý vị anh chị cô chú nhé, chứ không có phải là sản xuất Trung Quốc nhé. Thì mọi thứ thì đều là của nó đi kèm hết. Citizen quay nguyên của nó đấy. Citizen trong cái từ tiếng Nhật thì nó phiên dịch ra từ tiếng Nhật là hai cái từ thị và tự dân. Thị dân là đồng hồ này cho mỗi ý nghĩa này cho cái phổ biến thì hai tầng lớp khách hàng nào cũng có thể là có một cái sản phẩm Citizen được. Đấy, tiếp theo là sản phẩm 3 là một sản phẩm dành cho nữ. Đây là một sản phẩm đồng hồ Thụy Sĩ Certina, có size là 32 mm ạ. Quai thì là bằng thép không gỉ và Swiss made nhé quý vị anh chị cô chú nhé. Chống nước là 30 mét, nhưng tuy nhiên đối với hàng cũ thì cái việc bảo hành chống nước thì nó là không được áp dụng. Trừ khi hàng mới thì không làm gì, hàng cũ thì hàng bãi thì chúng ta mua hàng bãi chúng ta cũng phải có những cái chấp nhận nhất định đúng không quý vị anh chị cô chú. Con này thì Swiss made, có cái Swiss made ở dưới 6 giờ quý vị anh chị cô chú này. Hoạt động thì hoàn hảo không vấn đề gì cả. Đấy. Về hàng cũ hàng bãi thì nó cũng không, tất nhiên là được phần nào đấy về cái ngoại hình, nhưng mà theo đánh giá là con này nó rất là đẹp rồi đấy, 800.000 nhé, số 3 nha anh chị cô chú. Tiếp theo chúng ta sản phẩm thứ tư. Sản phẩm thứ tư là một cái sản phẩm Seiko Spirit, hoạt động hoàn hảo luôn. Mặt kết thì mạ vàng, hoặc size theo bề ngang hình chữ nhật là 30 27 mm, và cái về dọc là 30. Đây thì quay ra này thì có thể nam nữ đều đeo được, nhưng mà hợp đối với hình chữ nhật này thì sẽ là dành cho nam thì nhiều hơn. Quay thì là quay ra xịn luôn nha quý anh chị cô chú. Một sản phẩm của Seiko và em bán với giá 450.000, quá rẻ. Con này thì hoạt động hoàn hảo đẹp, nguyên cái quay vẫn là Seiko nói đi nguyên với nhà sản xuất. Sản phẩm số 5 thì là sản phẩm mà bán lại của cái lô hôm trước, giá hôm trước bán 500.000, nhưng mà trong lô video hôm nay thì em bán lại giá 350.000. Một kem Casio Edificer, con này thì chống nước tận 1300 m, hoạt động là nguyên bản của nó luôn á. Đấy thì con này Japan Movement kết của Casio, tất nhiên là vẫn ở China thôi. Cái quai nó thì tất cả đều bằng chắc không dễ, nhưng cái này màu mạ màu titan. Đấy thì mặt xanh và cái pin của nó thì người ta có ghi là Illuminator Japan Movement. Cái này 500.000, 550.000 bán với giá 330 350.000 ạ. 40 mm nha anh chị cô chú. Con này thì nguyên bản luôn ạ, hoạt động còn ok, quá ok luôn ạ. Tiếp theo chúng ta sang con số 6, một cái sản phẩm Casio khác. Con này thì tất nhiên Casio thì cũng là kết ở China rồi, China xuất Nhật nha anh chị cô chú. Con này 33 mm dành cho chị em đeo. Đấy. Anh em nào tay nhỏ vẫn có thể đeo. Dài 8 m, ta 8 mm, quai thì 16 17 mm dành chị em đeo. Anh em nếu tay tầm 16 em thấy anh em nó cũng khá là vừa. Nếu 15.5 thì đeo con này nam đeo là vẫn ok, 350.000 trong số 6. Tiếp theo là phần số 7, con này cũng Casio dành cho các
quỹ phụ huynh mua cho các con em đi học ấy, thì rất là tiện lợi, chống nước rất là tốt và hoạt động còn nguyên bản luôn. Giá quay thì quay bằng cao su của Casio luôn, có logo Casio trên 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 quay luôn nha anh chị cô chú. Đấy, hàng hàng là hàng hit luôn, hàng Casio hit đấy, quay rất là tốt, 250.000 cho một cái sản phẩm này thì cũng quá ok luôn. Con này thì dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3 đeo quá ok. 33mm, 250.000 cho cái sản phẩm số 7 ạ. Sản phẩm số 8 thì một cái sản phẩm Citizen Reguno. Citizen Reguno, con này là một sản phẩm Solartech, cái pin năng lượng mặt trời. Cũng dành cho chị em luôn, 33mm. Anh em tay nhỏ thì cũng có thể đeo được, nhỏ tay 15, 15.5 á, vẫn thể đeo tốt. Đây như tay của em là 16 này, vẫn đeo vẫn thấy ok luôn này. Reguno Citizen ấy, anh chị cô chú, đây là một cái thương hiệu đến từ nhà sản xuất Citizen. Và Solartech có in trên cái mặt nó luôn, năng lượng mặt trời, pin phơi là chạy thôi, chứ không phải thay pin gì cả. Là nắng anh nắng cứ đi làm ngoài đồng là, hoặc là đi ngoài đường là nắng chiếu vào là pin là sẽ hoạt động thôi. Đấy, là sản phẩm số 9 cho 8.450.000 nha các anh chị cô chú. Sản phẩm số 9 là một cái sản phẩm vàng, vàng trăm trăm của Seiko quạt máy pin dành cho chị em, rất là đẹp. Mọi thứ thì vẫn còn nguyên bản, quai còn có dây treo luôn. Đây, mọi thứ đều nguyên zin nha các anh chị cô chú. Sản phẩm mình là sản phẩm số 9 này em bán chỉ với giá 800.000 đồng thôi, quá là rẻ luôn. Con này thì có size là 21mm dành cho chị em đeo, rất là tuyệt vời, rất là đẹp, sang trọng, quý phái mà lại vừa giá rẻ, ít tiền mà nhiều thịt, vàng hết luôn từ chân đầu luôn anh chị cô chú. 800.000 quá rẻ, quá đẹp. Tiếp theo là một cái sản phẩm máy cơ automatic, vẫn đang chạy, vẫn chạy bình thường, lên cót phát là chạy, là cái vặn cót mà thấy nghe đắc réo réo này là automatic rồi, cơ kết hợp với lên cót tay rồi. Quý vị thấy thấy chạy chạy rồng luôn. Size của con này thì 26cm, một sản phẩm của Seiko 17 gì đã đây. Đó là đây nó ghi 17 đã giữa trong mặt luôn này. Mình hay gọi là đá, ví dụ như chân kính ấy, 17 chân kính, 24 chân kính ấy, cái này là 17 đá đấy. Trên này thì 3 giờ có gương lồi để xem ngày tháng, sau 12 giờ có logo Seiko và dưới 6 giờ thì có dòng chữ Japan. Đây, sản xuất tại Nhật luôn, Seiko Japan luôn. Đấy, hoàn hảo luôn. Con này tem nó rồi đâu. Số 10 em bán giá 400.000. Giá rất là đẹp ạ. Con này thì nó nguyên vậy luôn chứ chưa có vệ sinh, chưa có đánh đấm gì hết nha quý vị anh chị cô chú nha. Đẹp tuyệt vời luôn. 400.000 luôn. Có đẹp. Rồi tiếp theo sang sản phẩm số 11. Sản phẩm số 11 cũng là một sản phẩm máy cơ automatic. Đây quý vị có thể chạy. Con này thì cũng là của Seiko nhưng mà cái dòng này là dòng 23 đá. Nó ghi ở trong cái mặt của nó. Đó, 23 đá. Việt Nam mình hay gọi là 23 chân kính ấy, dưới các cái 12 cái giờ, mũi giờ là có cái gắn đá chứ mũi giờ ạ. Tuy nhiên thì ở cái số 3 này không gắn thì nó khuyết đi cái. Và thành ra còn 23 đó. Kim vẫn chạy bình thường, vấn đề gì. Phía sau thì có dòng chữ gì đây? Stainless steel, Seiko và water resistant. Hàng này là và sản xuất Japan luôn anh chị cô chú nhé. Em bán với giá 270.000 thôi, rẻ quá. 270.000 đối với anh em Việt Nam thì là một con số rất là nhẹ. Giá 23mm 270.000 ạ. Và là phẩm số 11, phẩm số tiếp theo số 12 này là một cái đồng hồ để bàn Mikimoto.
đấy, thì mình nhựa 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 trong này là rất đẹp nguyên khối. Kim máy này thì nó có hai kim thôi, kim giờ và kim phút vẫn chạy bình thường. Mikimoto thì nên có cái logo gần như cái logo của Hoàng gia Mikimoto. Mikimoto con này thì giá 350.000 về Việt Nam, quý vị anh chị của chúng có cái mặt của nó thì rơi tầm 36 mm, và cái độ dày của tấm nhựa này là 15 mm. Đấy, và mạ vàng ở chân đế rất đẹp. Đấy, con này thì bạn lên ra 350.000 ạ, rất là phải chăng. Đấy, vừa đẹp vừa thẩm mỹ và giá lại vừa rẻ. Đây là sản phẩm số 13, là một sản phẩm Glam Rock, một cái đồng hồ thụy sĩ rất là dữ. Con này thì có size tầm 45 mm nhé, ngoài này 46 mm, 50 này, trong này là 38, này 50 mm. Ấy thì con này thì là một sản phẩm hoạt động hoàn hảo luôn, cái lam rock thủy sĩ trong nước tận 100 mét cơ. Đây, quý vị có thể thấy được cái logo của nó phía sau này. Đấy, rồi lam rock mà water resistant 13 tương đương 100 mét Miami này. Rồi lam rock còn các cái hoạt động hoàn hảo hết, và trong mọi bề mặt bên trong là kính sapphire thì nên là không có xước sát gì cả, sapphire cao cấp. Và cái các cái kim trong cũng hoạt động rất hoàn hảo, không vấn đề gì. Đẹp một cái cao su này thì quai này, quai cao su xịn, và cái cao su xung quanh thì nó lâu ấy, chắc ngậm nước nhiều nó cũng sẽ bị bở ra, không thể là hoàn toàn được mãi được như kiểu là mấy dòng bên trong ấy. Nên là cái này giá cũng đắt. Cái này thì cũng bên này người ta bán nó rơi tầm 4-5 man bên này ấy. Em cũng đang tham khảo giá và để bán bên này cho dễ, vì nếu mà cao thì về Việt Nam các anh chị cũng khó lấy đấy. Còn bên cạnh thì vẫn là cái em SK đấy. Seeking thì vẫn là Orient SK, giá giờ tầm trên 5 triệu về Việt Nam, dưới 5,5 triệu, hàng mới tinh 100%. Đấy thì em xin giới thiệu đến quý vị cho cô chú mười mấy cái mẫu đồng hồ trong video ngày hôm nay. Em cũng xin chấm hết và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin trân trọng cảm ơn cái sự ủng hộ của tất cả anh chị cô chú trong những cái thời gian vừa qua. Và nếu anh chị cô chú có nhu cầu thêm các sản phẩm khác ngoài đồng hồ, ngoài đồ điện tử thì bên em cũng có cung cấp về Việt Nam luôn. Anh chị có thể nhắn qua Zalo cho em, Facebook cho em ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.